Trước nguy cơ bạo loạn bùng phát, Pháp đã tăng cường triển khai 45.000 cảnh sát và hiến binh trên toàn quốc cùng nhiều biện pháp an ninh để bảo đảm an ninh cho lễ quốc khánh diễn ra vào ngày hôm nay, 14 tháng 7. Các đơn vị đặc nhiệm chống bạo động đường phố và chống khủng bố cùng nhiều xe bọc thép đã được huy động để bảo đảm an ninh trong dịp lễ quốc khánh Pháp. Khoảng 34.000 lính cứu hỏa cũng đã được đặt trong tình trạng trực chiến. Các phương tiện công cộng như tàu điện ngầm, xe buýt tại các đô thị lớn của Pháp dừng hoạt động trong hai ngày 13 tháng 7 và 14 tháng 7. Riêng tại thủ đô Paris, tất cả các bến tàu điện ngầm chạy dọc theo đại lộ Champs-Élysées, nơi diễn ra lễ duyệt binh hay các bến dẫn lên tháp Eiffel sẽ đóng cửa hoàn toàn. Tuy vậy, tới thời điểm hiện tại, lực lượng an ninh Pháp đã thu giữ được khoảng 150.000 quả pháo hoa và pháo cối bất hợp pháp. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC dự báo nhu cầu dầu trên toàn cầu sẽ tăng thêm 2,25 triệu thùng một ngày trong năm 2024, tương đương mức tăng hàng năm là 2,2%. Trong báo cáo thị trường dầu mỏ tháng 7, OPEC kỳ vọng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ đạt mức 104,25 triệu thùng một ngày. OPEC cũng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay là 2,44 triệu thùng một ngày, chủ yếu là do nhu cầu cao hơn ở Trung Quốc. Tổng nhu cầu dầu mỏ của thế giới được dự báo ở mức trung bình 102 triệu thùng một ngày trong năm nay. Trong báo cáo, OPEC cũng dự báo kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 2,5% vào năm 2024, cho rằng các nước tiêu thụ dầu chủ chốt bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ cùng một số nền kinh tế đang phát triển khác ở châu Á sẽ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và xung đột ở Ukraine đã đẩy 165 triệu người trên thế giới rơi vào diện nghèo tính từ năm 2020. 75 triệu người sẽ rơi vào cảnh nghèo cùng cực với mức thu nhập chưa đến 2,15 đô la Mỹ một ngày và sẽ có thêm 90 triệu người bị đẩy xuống ngưỡng nghèo với mức thu nhập dưới 3,65 đô la Mỹ một ngày. Afghanistan là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với số người đối mặt với đói kém nghiêm trọng tăng từ 2,5 triệu người trong năm 2019 lên mức 6,6 triệu người hiện nay. UNDP kêu gọi giãn nợ cho các nước đang gặp khó khăn về kinh tế. Khoảng 3,3 tỷ người, tức là gần 50% dân số trên thế giới, sống tại các quốc gia chi nhiều cho thanh toán lãi nợ công hơn cho giáo dục và y tế. Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng đói nghèo nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại. Những đợt sóng nhiệt với cường độ mạnh đã càn quét khắp các châu lục trong mùa hè này. Nhiều kỷ lục về mức tăng nhiệt độ trên toàn cầu đã bị xô đổ. Thực trạng này kéo theo những tác động sâu rộng đối với sức khỏe con người, nguồn nước, môi trường và an ninh lương thực. Vùng Siberia của Nga, vốn là một trong những nơi lạnh nhất trên thế giới, đã trở thành khu vực có nhiệt độ tăng nhanh hàng đầu hành tinh. Đầu tháng 6 vừa qua, Siberia hứng chịu đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất trong lịch sử, với nhiệt độ lên đến gần 40 độ C. Kênh đào Panama, một trong những tuyến đường thủy nhộn nhịp nhất thế giới, mực nước ở kênh Panama hiện đã xuống thấp hơn 47% so với mực nước trung bình do tác động của đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 70 năm qua. Từ đầu năm đến nay, cơ quan quản lý kênh đào phải mở rộng hạn chế đối với tàu có tải trọng lớn đi qua đây tới 5 lần và đồng thời thu thêm phụ phí. Điều này đồng nghĩa với việc các con tàu sẽ phải giảm bớt tải trọng hàng hóa, dẫn đến những lo ngại giá cả hàng hóa sẽ tiếp tục tăng. Mùa hè năm ngoái, khoảng 61.000 người đã tử vong trong các đợt sóng nhiệt cực đoan tại châu Âu. Dự báo đợt sóng nhiệt hiện nay sẽ còn khắc nghiệt hơn. Italia hiện đã ghi nhận mức nhiệt vượt quá kỷ lục 48,8 độ C của năm 2021. Tại Tây Ban Nha, hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiệt độ mặt đất vượt ngưỡng 60 độ C ở vùng Extremadura. Các chuyên gia khí hậu cho biết mục tiêu giới hạn mức độ tăng nhiệt toàn cầu trong ngưỡng 1,5 độ C sắp không thể đạt được. Chúng ta đang sắp hết thời gian vì các nước không đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn, dù vừa chứng kiến nhiều tháng nắng nóng cực điểm trên biển và trong đất liền. Tổ chức Khí tượng Thế giới thậm chí đã dự báo có tới 66% khả năng là mức tăng nhiệt độ toàn cầu sẽ vượt ngưỡng giới hạn 1,5 độ C từ nay đến năm 2027. Hiện tượng thời tiết El Nino đã chính thức quay trở lại sau 3 năm hình thái khí hậu La Nina và đang đổ thêm dầu vào lửa. 98% xác suất năm nóng nhất sẽ rơi vào giai đoạn 2023-2027. Sự xuất hiện trở lại của El Nino càng làm nguy cơ nắng nóng gia tăng trở nên rõ ràng hơn. Nhiệt độ năm 2024 có thể sẽ cao hơn năm nay khi El Nino bước vào giai đoạn phát triển.
Ở mức tăng nhiệt độ này, hơn 200 triệu người sẽ phải tiếp xúc với nhiệt độ trung bình hàng năm cao chưa từng có, và hơn 500 triệu người có thể phải đối mặt với nguy hiểm từ mực nước biển dâng. Các hiện tượng thời tiết cực đoan có khả năng xảy ra vào cuối năm này như các cơn bão nhiệt đới tại Thái Bình Dương, hay mưa lớn ở Nam Mỹ, hạn hán ở Australia và một số vùng ở châu Á. Cơ quan khí tượng của nhiều quốc gia cảnh báo nguy cơ phát triển thành hình thái siêu El Nino trong mùa hè này. Do đó, các nước cần chuẩn bị các hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả để bảo đảm an toàn cho người dân. Vâng, có thể nói sự gia tăng sóng nhiệt trên toàn cầu với sự xuất hiện của hiện tượng thời tiết El Nino trong năm nay đang tạo ra những ảnh hưởng không nhỏ đối với sức khỏe của con người. Trước tình trạng này, mới đây các nhà khoa học Mỹ đã tạo ra một robot có thể mô phỏng các chức năng nhiệt của cơ thể con người. Với phát minh này, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ tìm ra cách để bảo đảm an toàn cho con người trong môi trường nhiệt độ cao. Đây là Andy, một robot có khả năng đi lại, tỏa nhiệt, run rẩy và thở như con người. Được phát minh bởi các nhà khoa học đến từ Đại học bang Arizona, robot Andy có thể giúp các chuyên gia hiểu thêm về ảnh hưởng và cơ chế phục hồi của cơ thể con người trước những đợt nắng nóng gay gắt. Có một số thí nghiệm có thể thực hiện trên con người, song một số thí nghiệm khác lại không thể. Ví dụ, không ai có thể đo được mức tăng nhiệt độ của một người say nắng. Với robot này, chúng tôi có thể mô phỏng các biểu hiện và xem nhiệt độ lõi tăng nhanh như thế nào. Liệu chúng ta có thể thay đổi điều gì đó trong sự biến đổi thân nhiệt của người đó hay không? Nhờ có 35 diện tích bề mặt riêng biệt được điều khiển bởi các cảm biến nhiệt độ, cảm biến dòng nhiệt và các lỗ thoát mồ hôi, robot có thể tái tạo các chức năng và biểu hiện liên quan đến nhiệt của cơ thể con người. Hơi thở của Andy thậm chí có thể nặng nề khi gặp nhiệt độ cao. Bây giờ chúng ta có thể thấy robot Andy đang đổ mồ hôi qua các lỗ chân lông siêu nhỏ cỡ 140 cái trên bề mặt này. Một số nơi đổ mồ hôi ít hoặc nhiều hơn những nơi khác. Cách đổ mồ hôi này được mô phỏng y như con người. Trong một dự án sắp tới, Andy sẽ làm việc với Marty, robot nhiệt khí tượng sinh học, giúp các nhà nghiên cứu hiểu sâu hơn về cách con người đổ mồ hôi. Các nhà nghiên cứu cũng hy vọng Andy sẽ có các cơ quan nội tạng được mô phỏng theo cơ thể con người, từ đó cung cấp thêm một số thông tin chi tiết về các trường hợp tử vong liên quan đến nhiệt độ cao. Tiếp nối chương trình là một số tin vắn đáng chú ý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cơ quan quốc tế nghiên cứu ung thư của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã dán nhãn nguy cơ gây ung thư với chất tạo ngọt aspartame. Hiện chất này được xếp vào danh sách các chất gây ung thư thuộc phân nhóm 2B sau khi ghi nhận một số bằng chứng cho thấy chất này liên quan đến một loại bệnh ung thư gan. Aspartame là chất tạo ngọt được tìm thấy trong các loại đồ uống cho người ăn kiêng, kẹo cao su không đường và các loại thực phẩm khác. Một người trưởng thành nặng khoảng 60kg sẽ đối mặt với nguy cơ ung thư nếu như hàng ngày uống từ 12 đến 36 lon soda không đường, tùy thuộc vào lượng aspartame có trong đồ uống. Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA thông báo, thuốc viên uống tránh thai Opill sẽ được bán rộng rãi cho phụ nữ thuộc mọi lứa tuổi mà không cần phải có đơn của bác sĩ. Đây là thuốc tránh thai uống hàng ngày đầu tiên được phê duyệt sử dụng không cần kê đơn tại Mỹ. Theo các bác sĩ, thuốc Opill là loại thuốc đặc biệt an toàn vì không có estrogen, do đó ít phản ứng phụ và các rủi ro tiềm ẩn đối với sức khỏe người dùng. Phản ứng phụ thông thường nhất của Opill là người sử dụng thỉnh thoảng bị ra máu, nhức đầu, choáng váng và nôn mửa. Bác sĩ khuyến cáo những phụ nữ mắc bệnh ung thư vú không nên dùng loại thuốc này. Theo Bộ Y tế Lào, tính tới ngày 11 tháng 7, nước này đã ghi nhận hơn 10.000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 6 ca tử vong, tăng hơn 2.000 ca so với ngày 2 tháng 7. Giới chức Y tế Lào cho biết sốt xuất huyết lây lan nhanh chóng ở những nơi có điều kiện sống mất vệ sinh, gần nguồn nước tù đọng khiến nhiều muỗi phát triển. Sốt xuất huyết là bệnh nguy cơ quanh năm ở Lào, cao nhất vào mùa mưa, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm. Năm 2013, Lào từng ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết kỷ lục với hơn 44.000 trường hợp và 95 ca tử vong. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc Thế giới chuyển động ngày hôm nay.